Hoàng Sơn xin chào bà con. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải đáp thắc mắc lỗi E2 trên máy đo huyết áp của Omron dòng bắp tay ha. Tại vì mỗi model của những hãng máy đo huyết áp khác nhau sẽ có cái cách báo lỗi khác nhau và khắc phục lỗi khác nhau nè. Và bên cạnh đó là từng model sẽ có những lỗi, ví dụ cổ tay báo lỗi khác và bắp tay báo lỗi khác. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc về lỗi E2. Đó, nếu mà có gì thắc mắc thì cả nhà mình có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại của Hoàng Sơn trên tiêu đề nha, để có thể biết thêm chi tiết. Cái dòng E2 tức là cái máy đo không hoàn thành được cái quá trình bơm đo. Ví dụ lỗi E1 là máy nó bơm không có cứng dòng quấn, nhưng mà lỗi E2 thì đã bơm lên rồi nhưng mà không có hoàn thành được quá trình đo. Có nghĩa là khi mà chúng ta đo, chúng ta nhúc nhích, mặc dù mình đeo đúng tư thế rồi nha, mình nhúc nhích máy nó không đo được. Và cái thứ hai, khi mình đo mình cử động, mình nói chuyện đó, thì nó sẽ lỗi E2. Nên đầu tiên mình sẽ coi lại là cái tư thế mình đo đúng hay chưa cả nhà ha, cái tư thế đo đúng hay chưa, và khi đo ngồi thoải mái không nói chuyện rồi. Và đương nhiên cả nhà mình có thể kiểm tra pin coi còn hay không, báo pin lỗi hay không trước khi gửi đi bảo hành, nếu mà lỗi E2 mình khắc phục tại nhà không được. Rồi bên cạnh đó, cái lỗi E2 khi cử động khi đo không hoàn thành được thì nó còn có thêm một cái nút này nữa cả nhà. Đó đó, cả nhà thấy cái người rung rung không? Nếu mà khi mà đo ra kết quả cử động khi đo sẽ có hình cái người rung là mình lại nên đo lại nha. Tại khi mà mình ra kết quả mà có thêm cái người rung như thế này nè, sẽ kết quả sẽ có thể bị sai, không chính xác. Nên cả nhà mình chú ý lại cái tư thế đo nha. Rồi, và sẽ nhắc lại, E2 là nó không hoàn thành được quá trình đo, là do có thể khi đo mình cử động hoặc nói chuyện mà nó không ra được kết quả thì mình nên ngồi thoải mái, hoặc là mình kiểm tra lại pin, mình thay pin mới trước khi gửi đi bảo hành nha. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Có gì thắc mắc cứ liên lạc với Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới. Tạm biệt và hẹn gặp lại.